Chào mọi người, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho việc trồng trọt. Đó là Kimsis 20 EC, thuốc trừ sâu sinh học chiết xuất từ thảo mộc. Các bạn chắc cũng biết nhiều loại thuốc trừ sâu rồi nhỉ? Nhưng Kimsis 20 EC này đặc biệt hơn hẳn đấy. Vì được làm từ các loại thảo mộc tự nhiên nên Kimsis 20 EC rất an toàn cho sức khỏe con người và cả môi trường nữa. Kimsis 20 EC có khả năng tiêu diệt sâu bệnh hại cây trồng cực kỳ hiệu quả. Các thành phần thảo mộc trong thuốc sẽ giúp cây trồng của bạn miễn dịch với những cái loại sâu bệnh thường gặp như là sâu cuốn lá, rep hay bố trì. Cách sử dụng Kimsis 20 EC cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần pha loãng thuốc với nước theo hướng dẫn trên bao bì là được. Nhớ là khi dùng thuốc trừ sâu, chúng ta luôn phải mặc đồ bảo hộ và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhé. Thêm một điểm cộng nữa là Kimsis 20 EC tác động rất nhanh. Chỉ sau vài ngày phun thuốc, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt luôn. Đặc biệt, Kimsis 20 EC không gây ra hiện tượng sâu bệnh kháng thuốc, giúp bảo vệ cây trồng lâu dài và bền vững hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này, hãy truy cập trang web drplant.vn để biết thêm chi tiết và đặt mua nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về trồng trọt nha.